Em, quý khách hàng của bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một siêu phẩm với thương hiệu của em, đó là Zac. Đời 2016, tải trọng cho phép cho hàng hóa là 2 tấn 3, thùng 3m7, chiều ngang là 1m750, chiều cao là 1m770. Đó, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt luôn. Đời 2016 phiên bản đồng kính có cửa hông, thùng đốt nghỉ, nóc dập sóng, ở trong đốt lăn kẽm sàn sắt, nước sơn màu xanh rất là đẹp luôn nha anh em. Đường kính mâm là 16 inch vỏ 7 inch. Đó, đồng bộ trước sau là bánh đôi, bánh trước là bánh đơn. Cabin dạng tròn, thùng dài 3m7, chiều ngang là 1m750, chiều cao là 1m770. Khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn, khối lượng bánh nhân là 2 tấn rưỡi. Phiên bản đồng kính, sàn sắt, lớp trong nước lên kẽm, thùng tiêu chuẩn đời 2016, với mức giá đang dự kiến cho bán cho anh em là 155 triệu nha anh em, bao rút hồ sơ gấp. 155 triệu bao rút hồ sơ gấp cho anh em, cho cái này xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu anh em thích cái mẫu xe máy cơ thùng kính thùng ngắn như này cứ liên hệ trực tiếp với mình, và cái này xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phụ chủ đích kênh trả vận chuyển hóa của anh em với hàng cùng các bạn. Siêu phẩm thùng kính, lớp ngoài nóc thùng dài 3m7, 2 tấn 4, động cơ với thương hiệu của khối động cơ là Zac, với dung tích xăng của khối động cơ là 2,7 lít, công suất đạt 58 kW tại vùng tua bằng 6 nha anh em. Máy dầu chạy rất là sướng, vô lăng chịu lực rất là nhẹ nhàng, có máy lạnh đầy đủ nha anh em, ghế bột da 3 chỗ ngồi đó. Nói chung là mọi thứ đều rất là ok, mua và chỉ việc chạy thôi. 155 triệu bao rút và sơ gấp nha, cho anh em quý hàng trực tiếp hôm nay xem xe cho nhiều lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nói về phục vụ đích nhằm tạo chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Cabin dạng lặt, máy rất là khỏe, máy cơ chạy rất là sướng, rất là mượt, ghế bọc da rất là sang trọng luôn. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nói về phục vụ đích nhằm tạo chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Kính này kính quay tai thôi nha anh em, không phải kính chính diện nha. Tấm ly tấm lô cửa nhưng còn khá là sang, khá là mượt. Jack 2 tấn 4, thùng 3m7, đời 2016. Động cơ 2,7 lít, với động cơ của Jack vàng. Dung tích xăng của khối động cơ là 2,7 lít, công suất đạt 68 kW, tầm tua bằng 6. Đó, nói chung mà chạy động cơ rất là êm, rất là mượt, rất là khỏe, rất là dễ sửa chữa. Dòng Jack này cũng đang rất là hình thành nha nè, giá rẻ, chạy sướng, chạy khỏe và phụ tùng hay thế rất là nhiều. Cũng rất là tương đối với mức giá dự kiến cho bán cho anh em 155 triệu nha, thôi đúng là sơ gốc nha. Cảm ơn anh em trực tiếp cái này xem xe và nhìn lấy thử, nếu có mấy phù hợp thì hãy zin em nói về phục vụ đích nhanh đã chuyển hóa của anh em các bạn. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.